Nè, lựa được chưa? Dạ, em thấy cái này được nè. Trình, anh thấy cái này ok hơn nè. Dạ. Cái đó sao được? Cái đó Hợp sao quá. đắt với cái cà vạt mà anh mới mua được? Anh nghĩ cái này hợp mà Trinh. Ừ, anh nhìn đi, ở trên đó quá trời họa tiết vậy sao mà thắt cái cà vạt vô được? Không hợp. Nhưng anh thấy nhiều ca sĩ mặc kiểu này lắm mà. Không có. Trình, Ai? như anh thấy Ưng Hoàng Phúc như cũng có mặc. Ai chứ Ưng Hoàng Phúc là em biết đó nha, ảnh sẽ không bao giờ chọn cái áo như vậy đâu. Giờ đi hỏi không? Ok. Phúc ơi, trước khi mà Phúc xuống tóc thì anh Tuấn thấy Phúc có một cái phong cách ăn mặc rất là bụi bặm, lâu lâu cũng lãng tử một chút xíu, nhưng mà bây giờ thay đổi cái kiểu tóc này với một cái trang phục như thế này thì anh Tuấn nghĩ rằng Như nó không có liên quan thì phải. Em muốn nghĩ vậy nha, từ ngày mà anh Phúc xuống tóc rồi đó, anh bận vest cũng hợp, quần jean cũng hợp, bụi cũng hợp, mà đàn ông manly cũng hợp. Bởi vì anh thấy là cái phong cách trước đây thì nó khác, lúc đó mình có thể là hát cái thể loại nhạc đó, xong rồi mình chọn cái phong cách là trẻ trung, sôi động, phù hợp với lại giới trẻ, thì mình mặc có thể mặc jean, áo thun hay là khoác mấy cái áo phát jean hay là di lê đó để mình diễn cho nó thoải mái. Nhưng mà bây giờ cái phong cách nhạc mới của Phúc đi nó cũng khác, cái style nhạc R&B thì Phúc nghĩ là Phúc mặc đồ nó có thể là nó trịnh trọng hơn tí xíu, có thể là mặc vest, những cái bộ vest như cách điệu để chi để có thể vừa thấy Phúc là một ca sĩ hát theo loại nhạc R&B và cũng là một ca sĩ business, thì Phúc cũng là bắt đầu là vào con đường kinh doanh về âm nhạc của mình rồi, nên là cái phong cách mặc đồ cũng như là biểu diễn của mình nó cũng thay đổi đi tí xíu. Ok, đồng ý. Nhưng mà thì theo Tuấn nghĩ thì Phúc có style thì mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng mà Tuấn cũng thấy lo lo. Lo là sao? Âm thanh khó mà. Chứ lo gì là anh Tuấn không tưởng tượng là với bộ đồ như thế này thì nhảy làm sao ta? Nhảy được mà. Cái thể loại nhạc mới, người ta nhảy phong cách nó cũng mới luôn. Chứ không phải là lên sân khấu mà phải mặc quần jean hay là áo thun ba lỗ rồi nọ nhảy đùng 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 đâu. Vest mình nhảy theo style khác. Tại sao không cho anh Tuấn với Lan Trinh xem? Giờ cái phong cách của một Ưng Hoàng Phúc hiện tại bây giờ nó như thế nào? Có thể là nó đàn ông hơn lúc xưa tí xíu, tức là lúc xưa mình cũng đàn ông nhưng mà nó vẫn còn cái gì đó baby boy này nọ, thì bây giờ mình có thể mình xây dựng một cái hình ảnh mình manly hơn, phong cách lịch lãm và sang trọng hơn. Vậy thì với màu sắc và chất liệu bây giờ thì Phúc thích chọn lựa như thế nào? Phúc thì hay chọn nhất là màu vest á, là chọn là màu đen và màu trắng, nhưng mà đôi khi cũng chọn thêm một số cái màu cách điệu đi, như là màu xám nè hay là màu nâu nhạt nhạt đó, thì để làm cho cái những bộ vest của mình nó phong phú hơn. Và anh có thắt cà vạt không? Giống như hồi nãy là trước khi bước vô đây thì Lan Trinh với anh Tuấn là cứ cãi nhau là anh có thắt cà vạt hay không. Là cũng có nhưng mà tùy tùy chương trình hoặc là tùy cái ngày đó, mình cảm hứng không cảm hứng mà mặc bộ vest đó mình cần có một cái cà vạt để nhấn cho cái bộ vest mình nó đẹp hơn thì mình mặc. Còn không thì anh mặc một cái áo sơ mi thả nút ra. Nói như vậy thì anh Phúc là người stylist cho bộ đồ của anh luôn, hay là có một nhà tư vấn nào, hay là anh có chọn? Tức là có một nhà tư vấn để họ chọn được cái kiểu cho vest của anh. Xong rồi sau đó anh sẽ nghĩ thêm những cái phụ kiện cho cái trang phục mình nó đẹp hơn. Vậy là mình đã được nghe anh Ưng Hoàng Phúc tư vấn về cách ăn vận trang phục, dù đơn giản thôi, dù chỉ là vest thôi và ít các chi tiết phối hay là màu sắc, nhưng mà nó cũng thật là lạ, mà miễn là có gu thôi, đúng không? Không biết là anh Tuấn gọi điện cho Phúc để nhờ tư vấn thì Phúc có sẵn lòng không? Cái này dễ. Còn đối với các vị khán giả thì sao? Phúc cũng sẵn lòng chứ? Hy vọng là Phúc có dịp và chia sẻ cái phong cách ăn mặc của mình với tất cả các vị khán giả. Cảm ơn các bạn.